Shop hàng nhiệt độ điện xin kính chào các bác. Hôm nay em lên sóng giới thiệu các bác cái chiếc điều hòa một cục của hãng Haier nhé. Các bác có thể đăng ký kênh để khi có các cái clip mới nhất thì em sẽ có thông báo cho các bác. Ở đây là một cái chiếc điều hòa một cục Haier. Em để số 5, máy đang chạy rất là khỏe lạnh. Con này có tăng giảm nhiệt độ trên máy các bác này và có báo được nhiệt độ môi trường luôn. Đấy, nhiệt độ đang cài đặt để 26 độ C. Con này thì không có điều khiển từ xa đâu ạ. Thế bản chất của nó là có đấy, nhưng mà về mình thì mất rồi đấy. Nhưng bây giờ máy em bán là không đi kèm điều khiển nhé. Đấy, máy thì hoạt động rất là ok, ngon lành. Để số 5 em bán là 3,6 triệu nhé. Giá 3,6 triệu. Chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đổi nguồn lưu hoa thì em bán là 450 hàng công ty. Các bạn nào có nhu cầu lấy con này thì các bác liên hệ nhé. Máy đã test hoạt động hoàn hảo rồi. Chào các bác.